Chào các em, hôm nay thầy trò chúng ta cùng đi qua tìm hiểu cái bài số 3. Đó là bài thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên, đúng không? Của chương trình toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống. Thì bây giờ thầy trò chúng ta cần đi tìm hiểu xem coi trong cái bài số 3 này những nội dung kiến thức nào chúng ta cần nắm, đúng chưa ạ? Đầu tiên các em đã biết rằng, đúng không? Đầu tiên chúng ta đi tìm hiểu về thứ tự của các số tự nhiên. Ví dụ như thầy xét một tập hợp số tự nhiên, đúng không? Ví dụ như thầy xét tập hợp số tự nhiên n. Tập hợp số tự nhiên thì bắt đầu nhỏ nhất là số 0.1, 2, 3, 4, vân vân, đúng không? Rất nhiều, đúng chưa? Đây là tập hợp số tự nhiên của chúng ta. Và để biểu thị một số tự nhiên trên trục số, xin lỗi, trên tia số, thì người ta sẽ vẽ như thế này. Ví dụ như chúng ta xét một cái tia số đây, đúng không? Chúng ta xét một tia số nha, là một cái đường thẳng nào đó đây. Thì cái điểm đầu tiên của chúng ta, đây là gốc O và đây là đầu mũi tên. Tức là cái điểm này, điểm đầu tiên này biểu thị cái số tự nhiên nhỏ nhất của chúng ta, đúng không? Đây, điểm đầu tiên O này biểu thị số tự nhiên nhỏ nhất là điểm 0. Rồi tiếp theo, người ta chia ra trên cái tia số này những cái khoảng cách bằng nhau, đúng chưa? Ví dụ như thầy chia cái khoảng cách từ điểm 0 này đến điểm thứ nhất, đúng không? Đây là số 1 của chúng ta. Rồi từ số 1, đúng không? Từ 0 đến 1, ví dụ như thầy lấy là 1 cm đi chẳng hạn. Rồi tiếp tục từ 1 đến 2, từ một số 1 này đến điểm tiếp theo thầy cũng lấy 1 cm nữa, đúng không? Đây là, và từ điểm tương tự như vậy, chúng ta từ điểm thứ 2 này chúng ta lấy điểm thứ 3 cũng là 1 cm. Như vậy ở trên này 2 đều đoạn 3 4, đúng không? 5, vân vân. Và từ đây là điểm 0, là điểm đầu tiên của một số tự nhiên. Tiếp theo đó là số 1 được biểu thị là ở điểm tiếp theo. Và đây là số 2. Đây số 2, số 3, số 4, số 5 và số 6. Thì tập hợp tất cả số tự nhiên sẽ được biểu thị ở trên một cái tia số như thế này. Và tia số là một tia số nằm ngang của chúng ta là một cái đoạn thẳng, là một cái đường thẳng nằm ngang, đúng không? Trong đó điểm đầu tiên của chúng ta đó là số 0. Kế tiếp theo đó là những khoảng cách bằng nhau, và mỗi khoảng cách biểu thị bởi một chữ số, đúng không? Một số trên cái tia số này. Được chưa ạ? Các em cần lưu ý điều này cho thầy. Rồi. Ví dụ như chúng ta xét đây là một cái tia số, đúng không? Điểm đầu tiên của chúng ta, đúng không? Bởi được biểu diễn bởi một điểm trên tia số gọi là điểm gốc O, và cái điểm gốc O này trùng với cái số 0 của chúng ta. Tương tự, đây là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, 6, 7 vân vân. Và mỗi khoảng cách giữa các số này nó sẽ đều bằng nhau, đúng không? Từ số 0, khoảng cách từ số 0 đến số 1 sẽ bằng khoảng cách từ số 1 đến số 2, và cũng bằng khoảng cách từ số 12 đến số 13. Và trên cái tia số này, điểm 0 là điểm nhỏ nhất và không có điểm lớn nhất. Chúng ta đã biết rằng số tự tập hợp số tự nhiên thì số nhỏ nhất là số 0 và không có số tự nhiên lớn nhất. Được chưa? Các em hiểu thứ tự của các số tự nhiên trên cái tia số là như thế này. Và trên tia số, điểm biểu diễn số tự nhiên người ta gọi, điểm biểu diễn số tự nhiên A gọi là điểm A. Ví dụ như điểm biểu diễn số tự nhiên 3 thì gọi là điểm 3. Điểm biểu diễn số tự nhiên 6 thì gọi là điểm 6. Tương tự như vậy, điểm biểu diễn số tự nhiên 12 thì gọi là điểm 12. Đúng chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu cái hoạt động 1 này. Người ta nói rằng trong hai điểm 5 và điểm 8 trên tia số, điểm nào nằm bên trái, điểm nào nằm bên phải điểm kia. Đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xét nha. Thầy nhắc lại chỗ này.
người ta nói rằng trong hai số tự nhiên, đây, trong hai số tự nhiên 5 và 8, đúng không? Trong hai số tự nhiên 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm bên trái và điểm nào nằm bên phải điểm kia? Ví dụ như chúng ta xét số tự nhiên 5 này đi chẳng hạn, thì điểm nằm bên phải số 5, đúng không? Trong hai điểm 5 và 8, điểm nào nằm bên trái, điểm nào nằm bên phải điểm kia, thì chúng ta chỉ xét hai số này thôi nha. Giờ chúng ta xét số 5, đúng không ạ? Chúng ta xét số tự nhiên 5 này, thì số 8 này nó là số nằm bên tay phải của số 5, đúng chưa? Số 8 sẽ là nằm là bên phải ở số của số 5. Còn ngược lại, chúng ta xét số tự nhiên 8, đúng không ạ? Xét số tự nhiên 8 đi chẳng hạn, chúng ta xét số tự nhiên 8 này, thì số 5 nó lại nằm bên trái của số tự nhiên 8, đúng chưa? Như vậy cái câu này các em cần trả lời cho thầy, đó là chúng ta cần trả lời như thế này. Câu hoạt động 1, chúng ta tìm hiểu về hoạt động 1. Các em trả lời số 8 sẽ nằm bên phải, đúng không ạ? Số 5. Rồi hoặc tiếp theo, ý tiếp theo các em cần trả lời đó là số 5 sẽ gì? Nằm bên trái số 8, đúng không ạ? Đó là hoạt động 1, chúng ta cần trả lời như vậy cho thầy. Thầy nhắc lại nha, người ta nói trong hai điểm 5 và 8 trên tia số, đây điểm 5, đây điểm 8, điểm nào nằm bên trái, điểm nào nằm bên phải, thì các bạn chú ý nè, chúng ta xét số 5 nè, thì số 8 nó sẽ nằm ở bên phải của số 5. Rồi chúng ta xét lại số 8, thì số 5 nó lại nằm ở bên trái số 8, được chưa? Rồi đó là hoạt động 1. Chúng ta xét tới hoạt động 2. Hoạt động 2 người ta nói điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên trái điểm 8. Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên trái điểm 8, thì chúng ta xét điểm 8 đây, ở bên này là bên phải, bên này là bên trái. Người ta nói điểm nào nằm ngay bên trái điểm 8 thì đó là số mấy các bạn, đúng không? Đó chính là số 7. Như vậy cái hoạt động 2 này các em cần trả lời cho thầy, đó là số 7 nó sẽ nằm ngay bên trái điểm 8, được chưa? Điểm 7 đó nằm ngay bên trái điểm 8. Rồi người ta nói điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên phải điểm 8, đúng không? Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên phải điểm 8 các bạn, đó chính là điểm số 9, đúng không? Điểm số 9 này đây, điểm số 9 là cái điểm nằm bên phải điểm số 8. Các em trả lời ra cho thầy nha, đó là điểm số 9 nằm bên phải điểm số 8. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cái hoạt động số 3. Cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7, đúng không? Đây chúng ta xét số 7 đây, thầy xóa mấy này đi nhé các bạn. Rồi chúng ta xét số 7. Đây số 7 của chúng ta đây. Cho n là một số tự nhiên nhỏ hơn 7, theo em điểm n nằm bên theo em điểm n nằm bên trái hay bên phải điểm 7, đúng không? Thì n là những số tự nhiên nhỏ hơn 7, thì tất cả những số này từ số 0 đến số 6 là những số tự nhiên nhỏ hơn 7. Người ta nói điểm n là số tự nhiên nhỏ hơn 7. Như vậy theo em điểm n nằm bên trái hay bên phải điểm 7 các bạn, đúng không? Bên này có phải là bên trái không? Còn phía trên này là bên gì? Bên phải. Như vậy những số tự nhiên nhỏ hơn 7 sẽ nằm ở bên trái điểm 7, được chưa? Chúng ta trả lời như vậy, các em trả lời cái hoạt động 3 này ra cho thầy. Thầy đọc lại nha. Điểm n sẽ nằm bên trái điểm 7, được chưa? Đó là hoạt động 3. Rồi bây giờ chúng ta cần nhớ những ý này cho thầy. Thì các em cần lưu ý, trong hai số tự nhiên khác nhau luôn có một số nhỏ hơn số kia, đúng không? Trong hai số tự nhiên khác nhau luôn có một số nhỏ hơn số kia. Ví dụ như trong hai số tự nhiên 3 và 4 đi, đây là hai số tự nhiên khác nhau, thì luôn có một số này nhỏ hơn số kia.
tức là số 3 sẽ nhỏ hơn số 4, đúng không ạ? Nếu số A nhỏ hơn số B trên tia số nằm ngang thì điểm A sẽ nằm bên trái điểm B, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta xét đây, chúng ta xét hai số nha. Đây chúng ta coi, thầy xét hai số, thầy xóa này đi ha. Bây giờ thầy xét số 3 và số 4 đi, đúng không? Đây đóng vai trò là số A, đúng không? Đây đóng vai trò là A. Anh này là A, anh này là B. Ta xét hai số 3 và 4. Như vậy đây là hai số tự nhiên khác nhau, thì luôn có một số này nhỏ hơn số kia, hoặc ngược lại số kia sẽ lớn hơn số này. Được chưa? Đây là hai số tự nhiên A và B. Thì cái số cái số A, đúng không? Chúng ta xét cái số 4 đi, thì những số nhỏ hơn số 4 sẽ nằm bên trái nó, và ngược lại những số mà lớn hơn số đó thì sẽ nằm bên phải của nó. Ví dụ số 3, số nằm bên phải của nó đó là số 4. Như vậy số 4 sẽ lớn hơn số 3. Rồi số bên trên tia số thì cái số nằm bên trái nó sẽ bé hơn nó. Ví dụ như số 4 thì số bên trái nó là số 3, như vậy bé hơn nó. Đúng chưa? Các em lưu ý điều này cho thầy. Như vậy nếu số A nhỏ hơn số B thì trên tia số nằm ngang, điểm A sẽ nằm bên trái điểm B, giống như số 3, số 4, đúng không? Số 3 nhỏ hơn số 4 thì số 3 sẽ nằm bên trái số 4. Thế thôi. Khi đó chúng ta sẽ viết A nhỏ hơn B, tức là 3 nhỏ hơn 4. Được chưa? Hoặc chúng ta viết ngược lại, 4 sẽ lớn hơn 3. Các em lưu ý này, đây là dấu nhỏ hơn nha, đây là dấu lớn hơn. Như vậy cái bục nó quay về đâu? Ví dụ như đây, cái bục nó quay về cái số nào thì số đó lớn hơn. Các em lưu ý chữ này. Như vậy cái bục nó quay về bên này, bên số 4 thì 4 lớn hơn. Ở đây cái bục nó quay về bên số 4 thì 4 lớn hơn. Được chưa? Ta còn nói điểm A sẽ nằm trước điểm B trên tia số, đúng không? Đây, chúng ta xét tia số này đây. Đây, chúng ta xét số 3 và số 4. Như vậy điểm 3 sẽ nằm trước điểm 4, đúng không ạ? Điểm 3 sẽ nằm trước điểm 4. Rồi điểm A sẽ nằm trước điểm B, hoặc điểm B sẽ nằm sau điểm A. Đây điểm B là điểm 4 sẽ nằm sau điểm A, đúng không? Đây số 0 là trước tên, đến số 1, đến số 2, đến số 3, số 4. Rồi số 5 nó lại nằm sau số 4 nữa. Được chưa? Chúng ta viết theo thứ tự là như vậy. Rồi như vậy các em một lưu ý thứ hai các em cần nhớ, đó là mỗi số tự nhiên có đúng một số liền sau. Chẳng hạn số 9 là số liền sau của số 8, còn số 8 nó lại là số liền trước của số 9. Đúng chưa? Các em lưu ý này, trên tia số của chúng ta đây. Giả sử như thầy ghi tia số ra, thầy vẽ tia số ra cho các em nha. Ví dụ chúng ta xét tia số này. Đây, điểm 0 đây. Đây là 1 đi, đây là 2 đi, đây là 3, vân vân, đúng không? Ví dụ như chúng ta xét số vân vân, đúng chưa? Ví dụ như tới đây là số 8 đi chẳng hạn, số 8 và đây là số 9 đi, thì số liền sau số 9 á, là số liền sau của số 8, đúng không ạ? Vì 8 chúng ta viết trước rồi mới tới số 9. Như vậy số 9 là số liền sau của số 8. Còn ngược lại số 8 là số liền trước của số 9. Đúng chưa? Chúng ta hiểu về cách liền trước liền sau là như vậy. Liền trước tức là số nào viết trước thì số đó là nằm trước, còn số nào viết sau trên tia số thì số đó là số sau. Rồi một ý tiếp theo các em cần lưu ý, đó là A nhỏ hơn B ngược lại và B nhỏ hơn C thì lúc đó A sẽ nhỏ hơn C. Đây là tính chất bắt cầu. Ví dụ chúng ta xét A nhỏ 5, 5 lại nhỏ hơn 7 thì chúng ta sẽ suy ra A nhỏ hơn 7. Thầy ví dụ như thế này, 3 nhỏ hơn 4, rồi 4 lại nhỏ hơn 5
thì từ đó chúng ta suy ra 3 nhỏ hơn 5. Đây là điều hiển nhiên, đúng không? Đây là tính chất bắt cầu của người ta, của phép toán của ông ta. Rồi, tiếp theo, các em lưu ý một điều nữa là số 0 nó là số 0, không có số tự nhiên liền trước, tại vì nó là số đầu tiên rồi. Như vậy đâu có số nào viết trước nó đâu. Như vậy số 0 không có số liền trước và là số tự nhiên nhỏ nhất. Rồi số tự nhiên liền sau của số 0 đó chính là số 1. Được chưa? Đó là nội dung các em cần nhớ. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần luyện tập phần này. Người ta nói rằng hãy so sánh hai số tự nhiên sau đây dùng ký hiệu nhỏ hơn. Đây đọc là ký hiệu nhỏ hơn nha. Hay ký hiệu lớn hơn để viết vào kết quả này. Ví dụ cho số tự nhiên m là 12.036.001 và số n đó là 12.035.987. Đây hai số tự nhiên này. Người ta nói dùng dấu nhỏ hơn hay lớn hơn để viết cái kết quả này. Thì để so sánh các số tự nhiên á, thì các em lưu ý chúng ta so sánh nó hai số tự nhiên với nhau, giữa hai số tự nhiên với nhau, số nào có nhiều số hơn thì số đó sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Còn khi bây giờ chúng ta coi nè, thầy nhắc lại nha, muốn so sánh hai số tự nhiên thì các em chỉ việc so sánh nếu số nào nó nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn, đúng không ạ? Ví dụ thầy xét hai số, thầy xét hai số là 300 đi với cái số là 200 với lại số 99 đi, đúng không ạ? Thì cái số 300 này nó gồm có 3 chữ số, số 99 này nó chỉ gồm có 2 chữ số thôi, thì cái số 300 sẽ nhiều chữ số hơn thì nó sẽ lớn hơn số 99, được chưa? Còn khi chúng ta so sánh hai số tự nhiên mà nó có cùng cùng số lượng các chữ số, đúng không? Ví dụ như so sánh số 300 với so sánh hai số 299. Đây, hai cái số tự nhiên này đều bao gồm có 3 chữ số, đúng không? Số 300 này cũng có 3 chữ số, số 299 này cũng có 3 chữ số. Thì lúc đó chúng ta sẽ so sánh từ trái sang phải, đúng không? Chúng ta xét số 3 trước, bên này xét số 3, bên này xét số 2. Như vậy số 3 lớn hơn số 2 thì hiển nhiên số 300 sẽ lớn hơn 299. Được chưa? Rồi, quay trở lại cái bài toán này, người ta nói hãy so sánh hai số tự nhiên này. Bây giờ chúng ta thử xem coi hai số tự nhiên này nó số lượng các chữ số nó là bao nhiêu số nha. Chúng ta đếm nè, 3 nè, 6 nè, 8 nè. Như vậy số m gồm có 8 chữ số. Rồi tới số n thử coi bao nhiêu chữ số. 3 nè, 6 nè, với 2 nữa là 8. Như vậy hai số này đều có cùng số lượng các chữ số. Vậy chúng ta sẽ so sánh từ bên trái sang bên phải. Số 1 bằng nhau, không nói lên được điều gì. Số 2 bằng nhau cũng không nói lên được điều gì. Số 0 bên này cũng bằng số 0 bên này, cũng không nói lên được điều gì. Tới số 3 bên này bằng với số 3 bên này, cũng không nói lên được điều gì. Và bây giờ chúng ta thấy có sự khác biệt nè. Số 6 bên này và bên này nó là số 5. Như vậy hiển nhiên số 6 lớn hơn số 5. Do đó chỗ này chúng ta nói số m, số tự nhiên m sẽ lớn hơn số tự nhiên n. Đó là xong câu A của chúng ta. Rồi câu B, người ta nói trên tia số nằm ngang trong hai điểm m và n, điểm nào nằm trước, đúng không ạ? Thì bây giờ thầy sẽ vẽ tia số ra nè các em, đúng không? Thầy sẽ vẽ tia số ra đây nha, vẽ tia số ra cho các em rõ nè ha. Rồi đây là tia số, đây là điểm 0. Rồi đây là mũi tên. Số nào nhỏ thì được viết trước, số nào lớn sẽ viết sau.
Như vậy trong hai số này, số nhỏ của chúng ta đó là đây, số n nằm đây. Tại số n nhỏ hơn, đúng không ạ? Thì sẽ viết trước. Rồi tiếp theo nó mới tới là số n. Ví dụ như tới một cái số nào đó, rồi cái số n nó nằm, giả sử như số m nằm ở vị trí này đi, đúng không ạ? Như vậy người ta nói rằng trên tia số nằm ngang trong hai điểm m và n, điểm nào nằm trước? Thì các em trả lời đó là điểm gì ạ? Điểm n sẽ nằm trước. Tại vì điểm n nó là điểm nhỏ hơn, nó là số nhỏ hơn. Như vậy trên tia số nó sẽ được viết trước. Như vậy các em trả lời chỗ này cho thầy. Xóa này đi nha. Rồi xóa này đi luôn. Rồi câu câu B chúng ta sẽ trả lời như thế này. Chúng ta trả lời số gì ạ? Hay điểm, người ta nói điểm nha. Như vậy chúng ta trả lời là điểm n sẽ nằm nằm trước, đúng không? Trước điểm m, đúng không ạ? Điểm m, đó là cái câu trả lời của câu B. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần vận dụng. Người ta nói rằng theo dõi kết quả bán hàng trong ngày của một cửa hàng, người ta nhận thấy số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều. Rồi tiếp tục, số tiền thu được vào buổi tối lại ít hơn buổi chiều. Hãy so sánh số tiền thu được, đều là các số tự nhiên, của cửa hàng đó vào buổi sáng và buổi tối, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thầy gọi như thế này. Thầy gọi số tiền thu được ở buổi sáng là chữ F, đúng không ạ? Đây là số tiền thu được vào buổi sáng. Rồi thầy gọi số tiền thu được vào buổi chiều đó là chữ C. Rồi thầy gọi tiếp tục số tiền thu vào buổi tối là chữ T. Theo đề bài, chúng ta nhận thấy rằng người ta nói rằng số tiền thu được vào buổi sáng nhiều hơn vào buổi chiều. Như vậy chúng ta có nè, ta có F sẽ lớn hơn C, đúng không? Rồi tiếp tục, số tiền thu được vào buổi tối ít hơn buổi chiều, tức là buổi chiều nó sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Như vậy buổi chiều sẽ lớn hơn buổi gì ạ? Buổi tối. Như vậy từ đây theo tính chất bắc cầu, F lớn hơn C mà C lại lớn hơn T. Như vậy chúng ta suy ra số tiền thu được buổi sáng sẽ lớn hơn số tiền thu được buổi tối, đúng không ạ? Do đó cái bài này các em cần trả lời, thầy nhắc lại nha. Các em khi lên bảng làm, các em làm ra như thế này cho thầy, đúng không? Khi thầy cô gọi các em lên làm thì các em làm như thế này. Chúng ta gọi, đầu tiên các em gọi, gọi số tiền thu được buổi sáng là F. Rồi tiếp tục chúng ta cũng gọi số tiền thu được buổi chiều là C. Rồi chúng ta cũng gọi số tiền thu được buổi tối, đúng không? Thầy viết tắt ra nha, là T, đúng không? Theo đề ta có số tiền thu được buổi sáng sẽ lớn hơn số tiền thu được buổi chiều, đúng không ạ? Rồi người ta nói số tiền thu được buổi tối, đúng không? Đề bài người ta nói số tiền thu được buổi tối lại ít hơn số tiền thu được buổi chiều, tức là số tiền thu được buổi chiều sẽ lớn hơn số tiền thu được buổi tối, tức là C sẽ lớn hơn T, đúng không ạ? Như vậy theo tính chất bắc cầu, chúng ta trả lời ra theo tính, vậy theo tính chất bắc cầu, theo tính chất bắc cầu, suy ra số tiền thu được buổi sáng sẽ lớn hơn số tiền thu được buổi tối, đúng không ạ? Đó là nội dung của cái câu hoạt động này. Rồi, ý tiếp theo các em cần hiểu cái dấu này. Dấu này chúng ta đọc, đúng không? Dấu lớn hơn, dấu nhỏ hơn, rồi gạch ngang ở dưới.
tức là nhỏ hơn hoặc bằng. Rồi cái dấu lớn hơn và gạch ngang ở dưới thì dấu này đọc là dấu lớn hơn hoặc bằng. Ví dụ, chúng ta xét người ta ghi A nhỏ hơn hoặc bằng B, đúng không? A nhỏ hơn rồi gạch ngang dưới B, chúng ta đọc là A nhỏ hơn hoặc bằng B. Thì nó có ý nghĩa rằng A nhỏ hơn B hoặc có thể A bằng B. Được chưa? Rồi, ta hiểu khi hiểu như vậy cho thầy. Rồi người ta nói rằng, ví dụ chúng ta xét tập hợp số tự, một tập hợp nào đó, đúng không? Đây, một tập hợp nào đó nó là những phần tử x thuộc vào số tự nhiên sao cho x nhỏ hơn 4. Thì có ý nghĩa rằng nó là những cái số, đúng không? Nó thuộc vào số tự nhiên và nhỏ hơn 4 thì hiển nhiên tập hợp đó là những số 0, 1, 2, 3 và không được lấy 4 nha. Đúng không ạ? Tại vì nó nhỏ hơn 4 rồi, như vậy từ số 0 đến số 3 đó là những số nhỏ hơn 4. Nhưng ở dưới này chúng ta xét nè. Xét một cái tập hợp nào đó gồm những số tự nhiên x thuộc gồm những phần tử x thuộc vào tập số tự nhiên sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng, cái dấu này chúng ta đọc là nhỏ hơn hoặc bằng nha các em, nhỏ hơn hoặc bằng 4, đúng không? Tức là cái tập hợp đó gồm những số 0, 1, 2, 3, đây là những số nhỏ hơn 4. Và người ta nói lấy bằng 4 nữa, như vậy nó thêm được một số 4 nữa. Được chưa? Cái hai cách ký hiệu dấu nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hoặc bằng thì các em hiểu như vậy cho thầy. Rồi tương tự như vậy tới dấu lớn hơn hoặc bằng. Ví dụ như A lớn hơn hoặc bằng B, chúng ta đọc A lớn hơn hoặc bằng B, có nghĩa rằng số A sẽ lớn hơn B hoặc có thể A sẽ bằng B, đúng không? Và chúng ta cũng có tính chất bắc cầu, nếu A nhỏ hơn bằng B, B nhỏ hơn bằng C thì chúng ta suy ra hiển nhiên là A sẽ nhỏ hơn hoặc bằng C. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm cái dấu bài tập này cho thầy. Người ta nói trong số các số 3, 5, 8, 9 số nào thuộc tập hợp A? Và người ta biết rằng tập hợp A gồm những số, những phần tử x thuộc vào tập n sao cho x lớn hơn hoặc bằng 5. Rồi người ta nói số nào thuộc tập hợp B, đúng không? Tập hợp B nó gồm có những phần tử x thuộc vào tập n và x nhỏ hơn hoặc bằng 5. Đúng chưa? Như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi làm cái bài này xem coi nó như thế nào đây. Rồi bây giờ đầu tiên thầy sẽ đi tìm tập hợp A. Tập hợp A nó là những phần tử nào đây, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm tập hợp A trước nha, đúng không? Giờ thầy sẽ mở lên và thầy tìm tập hợp A. Các bạn chờ thầy chút ha, thầy mở lên thầy đi tìm tập hợp A nè. Rồi bây giờ đầu tiên thầy sẽ ghi tập hợp A ra, thầy sẽ làm cái dấu hỏi này ha. Ta có tập hợp A. A người ta cho cái tập hợp A như thế này, tức là người ta cho tập hợp A bằng cách liệt mà nêu một tính chất chung của cái tập hợp A này. Bây giờ chúng ta sẽ, thầy trò chúng ta sẽ ghi tập hợp A bằng cách liệt kê, dựa vào cái tính chất chung này chúng ta sẽ liệt kê các phần tử của tập hợp A ra. Rồi chúng ta đọc tập hợp A gồm những phần tử x thuộc vào tập số tự nhiên sao cho x lớn hơn hoặc bằng 5. Tức là tập hợp A gồm những số lớn hơn bằng 5, như vậy bắt đầu lấy cả số 5 nữa, như vậy bắt đầu 5, 6, 7, 8, 9, vân vân, rất nhiều, đúng không ạ? Thầy ghi bằng dấu ba gạch, đúng chưa? Và ngăn cách với nhau bằng dấu chấm phẩy nha các em. Rồi bây giờ tiếp tục tập hợp B. Tập hợp B đây, chúng ta coi tập hợp B nó là những phần tử x thuộc vào tập số tự nhiên sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng 5. Nhỏ hơn hoặc bằng 5, đúng không ạ? Như vậy
Chúng ta có tập hợp B nó gồm những phần tử thuộc tập số tự nhiên nha, nhỏ hơn hoặc bằng 5, đúng không ạ? Như vậy bắt đầu từ số 0 trở đi, đây 0 chấm phẩy 1 2 3 4 và lấy cả số 5 nữa, tại vì nó nhỏ hơn hoặc bằng 5 mà, như vậy lấy cả số 5 nữa. Được chưa? Rồi. Bây giờ người ta nói trong số 4 cái điểm này, trong số 4 cái số này, số nào thuộc tập hợp A và số nào thuộc tập hợp B? Thì các em chú ý nè, những số thuộc tập hợp A, đó là có phải tập hợp A gồm 5, 6, 7, 8, 9 vân vân. Như vậy nó là số 5 nè, đúng không? Đầu tiên nó là số 5. Số 5. Được chưa? Số đầu tiên đó là số 5. Đây, thầy mở lại ha. Số đầu tiên là số 5. Ta có thể ghi ra số 5 đây thầy A nè, số 5 là tập hợp A nha. Rồi, tới số mấy đây ạ? Thì ghi nhỏ ra để tí thầy trình bày lại nha các bạn. Số 5, số 8. Rồi, số mấy? Số 9. Đúng không? Đây là những số thuộc tập hợp A. Được chưa? 5, 8, 9. Tại người ta nói trong 4 số này thì số nào thuộc tập hợp A? Ta thấy A nè, 5 nè, nó nằm trong A nè, 8 nằm trong A nè, 9 nằm trong A. Như vậy gồm có 3 số này. Rồi số nào thuộc tập hợp B? Tập hợp B đúng không, là gồm những số nhỏ hơn 5. Như vậy số nào đây ạ? Chỉ có số 3 thôi, đúng không? Số 3, số 5 là thuộc tập hợp B. Như vậy số này B, số 3 thuộc tập hợp B, số 5 cũng thuộc tập hợp B. Và bây giờ chúng ta sẽ trả lời ra. Thầy xóa này đi ha. Xóa này đi trước. Rồi, viết đi, rồi tí xóa sau. Chúng ta nói thuộc tập hợp A đó là 5 thuộc tập hợp A. Rồi chấm phẩy 8 thuộc tập hợp A. Rồi chấm phẩy 9 cũng thuộc tập hợp A. Rồi số thuộc tập hợp B đó là 3 thuộc tập hợp B. Rồi tiếp tục số 5 cũng thuộc tập hợp B. Đúng chưa? Đó là xong nội dung của cái câu này. Rồi như vậy là thầy đã trình bày, đã hướng dẫn các em học cái bài số 3 là cách ghi các số tự nhiên này. Video này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.